Ui rồi. Ui rồi. Bắn kinh vậy. Mặt luôn em ạ. Ôi dân nhà người ta đang làm đây, người ta gặp con chăn đây rất là to mọi người nhá. Ôi, nó còn sống không? Nó còn sống không? Còn sống đấy. Nó vừa chạy đây mà. Ông đang làm thì ông mới thấy nó thôi. Ôi trời ơi kinh quá. Ông mà đang làm thì ông thấy ở đây à? Nó qua qua bụi chuối nó vào đây. Ui giời ơi. Trời ơi. Bụi chuối ở vậy trong đường chi rồi. Nó trong trong này nó ra này mọi người. Đấy. Thì công các bà nó đang làm đây mọi người nhá. Thì nào. Thấy con chăn. Này, hay bắt được nha, tao phải chặt một nửa nhá. Rồi rồi rồi. Ê. Bà nấu cao à? Nấu cao. Bỏ nó một nửa luôn đây này. Ui giời ơi. Ui. Cẩn thận đấy. Các bạn chúng ta phát hiện được đầu tiên là chúng ta phải lấy một nửa. Thôi đã, để trong ba một nửa. Rồi, ông tôi cày được, tôi cày. Ông tôi cày đây rồi. Đấy, 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 đấy. Ra xong được chi, ra đây. Đấy, đấy, đấy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Càn, càn, càn. Ê, trời ơi. Lẹ đấy. Càn, càn, càn đấy. Ui dồi ôi. Cái bừa này. Lẹ đấy. Cải đấy, cải vào đấy. Cái ngày ông đi đếm thế này, ngày có sợ không? Ui dồi ôi, nó to hơn cái ngày này. Kinh nhây. Quá to lắm. To dài thật. Kéo thẳng con chăn ra thế nào. Ui 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 tả đây đây. Ui dồi ôi to. Cha mẹ ơi nó to thế. Con này nó phải ăn cả người thật đấy chứ. Con cái thật đấy. Con cái không con khá là to luôn mọi người nhá. Kinh thật ý. Nào mọi người này, xem này. Vảy như dã man này. Vảy như này. Chuẩn 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 chuẩn. Nó đi. Mọi người thấy không? Như gió. Như gió rồi nữa. Ông thấy nó ngoạn xi nó tuột đúng không ạ? Ngoạn gì nó chuẩn. Chuẩn qua đây là hụt một cái. Vậy á? Ui dạ chửa. Ui dạ quá. Ừ, nào phát hiện ra. Ừ đấy. Tỏ nhỉ. Thôi các bà chạy vào chứ không các bà. Mà đang đi ăn người nó còn đầy đất này. Ừ nó còn đầy đầm lên rồi. Dĩ đầm lên rồi. Dĩ đầm lên rồi. Ê, cẩn thận. Con này nó đớp xa phết đấy. Ui, cái đầu nó nhanh nhanh. Đấy, nó to, nó bé vậy. Ui, nhưng mà nó đang là người á. Nó nuốt cả người luôn đấy bà. Người đấy bà. Con này nó banh mồm nó to này mà. Người luôn đấy. Con này con bò nó cũng nuốt được mà. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó giãn cổ họng nữa. Nuốt con bò luôn. Con chân 10 cân, nuốt con dê 25 cân. Kinh nhỉ. Bây giờ con này nó to, bây giờ anh em làm sao để bắt được nó rồi? Đúng rồi, anh em nùa ra xong thôi. Nùa ra xong. Bắt gì? Thôi đuổi đi ông ạ. Bắt làm gì cái loại này? Đuổi đi nhá. Nói vậy nói chứ bắt làm gì đúng không? Thả đi, thả đi. Đâu? Bắt đi chúng ta cho tao xong một nửa. Thả nó về rừng thôi. Bà muốn bắt con này á, muốn lấy thịt làm nấu cao à? Nấu cao à? Thả về rừng thôi. Chúng ta ăn thì chúng ta làm sao vậy tao? Theo cháu nghĩ là thả nó về rừng đi. Thả về với lẽ tôi nhìn thả nó xong thì đi thả. Đi đây, tao bỏ nó nữa. Thả ra sông mà, phí đi con chăn này. Con này to lắm đấy, con này nhiều lắm này. Con này quý to. Đấy, nó là đấy, nó bỏ ra đấy. Phóng đấy. Con này phóng trà mấy mét luôn đấy. Phóng đấy, dài phóng đấy. Cứ thế đó. Nó nhầm thôi, nó nuốt được. Đúng lắm. Con này nó mà bổ được là nó siết chết. Thôi, nó quấn một người thôi rồi. Ơi, nó cuốn gãy xương luôn. Một người cháu không bao giờ khẳng định không bao giờ bắt được con này. Một người thì không bao giờ bắt được rồi. Rải lắm. Đấy là người nó còn đang gấp khúc đấy. Cũng nâng thẳng ra cho nó. Đấy, thấy chưa, dài chưa? Bỏ đuôi ra, bỏ đuôi ra.
Bỏ đuôi ạ. Phóng ấy. Đỏ thật. Nhiều công các bà ấy đang ấy đây mà cuối cùng gặp con chăn đấy quá to luôn mọi người, nhưng mà bây giờ mà lôi được ra nó ra sông cũng khó luôn mọi người. Bây giờ muốn là nuôi nó ra xa khỏi khu dân cư ấy. Tức là bây giờ mình muốn là nó xa ra khỏi khu dân cư, hiểu không? Bóng. Thả đi. Đỉnh vậy. Nó quẩn nhát như này rồi. Nó vật ra hết cái này. Nó vật nhát hết cái này. Bỏ thành như này mà nó vật như này. Nó vật hết ở trong kia không? Nó vật hết ở đấy, như kiểu ăn cỏ. Ông trồng hoa màu đấy có bị phá không? Nó phá ghê lắm, nó bắt bao nhiêu. Chuột nó không bắt, cái con này nó lười lắm, người gà nó bắt chuột. Nó phải đánh thôi. Đi ăn bò đấy ạ? Ừ, ăn bò với ăn vịt. Bò nhây. Thiệt giả mấy ai trồng. Sợ thật. Khi một đôi nó được cái nó phá rò mỏ ấy. Con này nó giữ nên là nó không chạy, nó khi nó thấy người nó cố thủ. Lì lắm. Đúng không? Khi nó thấy người nó tự vệ. Lì lắm. Đã nó cắn quay lại này. Đấy, lì lắm. Con này mà bắt được hơi khoai. Thôi đánh im. Con này mà bắt được khoai lắm. Đấy, nhìn thấy không? Đối như ngồi xà ôm nó được như này. Hai to luôn. Không được, sao ôm được. Đấy, không được. Cỏ này mà. Sợ nhỉ. Bây giờ phải làm sao ơi? Gọi đầu nó. Hay là lôi nó lại. Kéo nó ra sông. Kéo ra sông đi. Kéo ra sông nhá. Đúng rồi, kéo cho nó về rừng đi. Kéo ra sông. Hả? Kéo ra sông cho về rừng đi. Về lấy cái đoạn đấy. Về lấy cái đoạn ổ vào á? Lùa nó vào. Lùa nó cái đầu vào trước này. Không kéo. May mà các thanh niên nói chứ không mới bà già đây chứ chứ chả. Thấy chưa? Mãi nào mới ra nó quảng cái chân. Đưa vơ chồng này. Ôi. Giật kỳ thế này. Ừ lắm. Lũ chê kìa. Cái nhớ. Ấy. Con này bây giờ chín đầu khó lắm mọi người. Này mọi người này, xem này. Người ta đã bổ ấy. Khổng lồ nhá. Được. Chăn khổng lồ đi chứ. Úi dồi ôi. Tí mà cảm. Úi dồi. Bắn kinh nhỉ. Cái này vào con này đớp tận mặt luôn đấy không ạ? Bắn Điên Thành. Sợ thật. Nó nuốt cam luôn đấy. Bắn Điên Thành luôn. Kịch bắn Điên Thành. Kịch dữ lắm. Mồm đỏ kìa. Đó. Há mồm đỏ chưa? Mồm đỏ. Mọi người thấy không? Mọi người tưởng tượng nhá. Đây mình quay sát máy quay mọi người thấy nó khúc con chằn nó to. Nè. Được không? Con này nó dữ lắm. Nay uống rượu luôn mai nào. Đấy, thấy không? Kinh khủng lắm. Chiến này, về lấy cái rọ ở đây. Lấy rọ đây. Về lấy cái rọ đây. Xong rồi đưa nó về sông à? Hả? Đưa nó sông nhá. Đưa nó sông thả cho nó về. Cái đầm này này. Nó ở ngoài đầm nó lên thế mà con này còn bùn nguyên này. Con này còn đầy bùn đi. Đi chiến về lấy loại đi. Thôi loại này mình có anh em mình không bắt đâu mọi người ạ. Vì nó to quá. Thế mình cũng không đấu cao nên không làm gì nên là mình không bắt cái loại này nha mọi người nhá. Nó sống trong chục năm. Nếu như người biết đấu cao thì nó có giá trị, còn anh em mình không biết đấu cao thành ra là cái loại này là anh em mình cũng không bắt làm gì. Đấu cao phải vô được cơ. Thôi cho nó về đồng nhá. Mọi người thì có lẽ là cái video của anh em mình sẽ kết thúc đây mọi người. Bây giờ anh em về đến cái rọ để bắt nó vào đưa nó ra ngoài rừng thả. Mọi người xem một video của anh em mình cảm thấy hay. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Mọi người nhá.